안녕하세요, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học tiếng Hàn qua hội thoại bài số 13 Cô Quê Hương. Hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết nhé. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từ vựng của bài ngày hôm nay. Các bạn hãy cùng nghe và nhắc lại. Hiàng, cô Hoàng, Cú Hoàng, Cú Hoàng, Quê, Quê Hương. 전주, 전주, 전주. Jeonju là tên của một tỉnh, một thành phố trực thuộc phía tây nam của Hàn Quốc. Đây là một trung tâm du lịch rất là nổi tiếng. Alta, 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 biết. Iyakirin thật ta, Iyakirin thật, thật ta, nghe nói. Bibimbap, Bí Bibimbap. Bí gì bim bap. Cơm trộn Các bạn chú ý phần chữ màu trắng này Chính là phần phát âm Chúng ta gấp đôi phụ âm ở cái âm tiết thứ ba này Bì bim bạp Yú ha tả Yú ha tả Yú ha tả Nổi tiếng Cư ri củ Và Hanok ma ử Hanok ma ử Hanok ma -ul. Làng truyền thống Hanok chúng ta có Hanok có nghĩa là gì tên của một cái làng truyền thống nổi tiếng ở Hàn quốc cụ thể là ở chon chu kè cư tha tả kè cư tha tả kê cư tha tả sạch sẽ sạch các bạn cũng chú ý về cách phát âm kê cư tha tả Âm sờ vị trí bắt chim theo sau của nó là phụ âm hờ. Hai âm tiết này sẽ được nối lên với nhau thành âm thờ. Chô yung ha tả Chô yung ha tả Chô yung ha tả Yên lặng hoặc là yên bình, tĩnh lặng. Thô xỉ Thô xỉ Thô Đô thị hoặc thành phố. Các bạn hãy nghe lại một lần nữa nhé. Cô hiểu 고향 전주 전주 알다 이야기를 듣다 이야기를 듣다 라는 말 비빔밥 비빔밥 검초 유명하다 유명하다 nổi tiếng 그리고 그리고 와 Hanok -ok mà Eul. Hanok -ok mà Eul. Làng truyền thống Han Úc -ok. Kẻ cư tha tả. Kẻ cư tha tả. Sạch sẽ. Chô yông ha tả. Yên lặng hoặc là yên tĩnh, yên bình. Thô xỉ. -si. Thô xỉ. -si. Đô thị, thành phố. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang hội thoại của bài ngày hôm nay. Hai nhân vật đó là bạn Chun Yong và bạn Thu Hà. Các bạn hãy lắng nghe để xem hai bạn này nói chuyện gì với nhau nhé. Bạn Thu Hà sẽ hỏi bạn Chun Yong. Chun Young, 씨는 고향에 어디예요? Chun Young, 씨는 고향에 어디예요? Bạn Chun Yong sẽ trả lời. 제 고향은 전주예요. 전주 알아요? 제 고향은 전주예요. 전주 알아요? 토하 세답 네. 이야기를 많이 들었지만 못 가봤어요. 네. 이야기를 많이 들었지만 못 가봤어요. 비빔밥이 유명하지요? 비빔밥이 유명하지요? 네. 그리고 한옥마을도 유명해요. 전주는 깨끗하고 조용한 도시예요. 네, 그리고 한옥마을도 유명해요. 전주는 깨끗하고 조용한 도시예요. 저도 전주에 가보고 싶어요. 저도 전주에 가보고 싶어요. 가만 안 가서 치워. 해이공 n nhau n g h 반 투하와 반춘영반 투하가 쓰고 반 준영이 쓰 준영 씨는 고향이 어디예요? 준영 씨는 고향이 어디예요? 반춘영씨답제 고향은 전주예요. 전주 알아요? 제 고향은 전주예요. 전주 알아요? 도하 세답. 네 이야기를 많이 들었지만 못 가봤어요. 네 이야기를 많이 들었지만 못 가봤어요. 비빔밥이 유명하지요. 비빔밥이 유명하지요. 준영 세찬 레. 네 그리고 한옥 마을도 유명해요. 전주는 깨끗하고 조용한 도시예요. 네, 그리고 한옥 마을도 유명해요. 전주는 깨끗하고 조용한 도시예요. 반투하 세나 저도 전주에 가보고 싶어요. 저도 전주에 가보고 싶어요. các bạn có hiểu sơ qua không hai bạn này đã nói chuyện gì với nhau tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi vào dịch hội thoại các bạn hãy cùng theo dõi nhé chân nhau xin cố hương yi ở đâu có nghĩa là gì quê bạn ở đâu vậy chân nhau chân nhau chân nhau xin à cố hương y quê của bạn ở đâu vậy, ở đâu vậy? 제 고향은 전주예요. 전주 알아요? 제 고향은 전주예요. 전주 알아요? 제 고향은 곡을 듣고 꾀 고민. 전주예요. 라 전주. 전주 알아요. 거, 거, 미어 전주 컴 알아요. 라 미어 제 고향은 전주예요. 꾀 메인 라 전주. 전주 알아요. 거, 미어 전주 컴. 네, 이야기를 많이 들었지만 못 가봤어요. 네, 이야기를 많이 들었지만 못 가봤어요. Có nghĩa là gì? Ừ, mình đã nghe nói nhiều rồi nhưng vẫn chưa đi được, nhưng vẫn chưa thử đến hoặc là gì? Vẫn chưa đến xem. 이야기 có nghĩa là gì? Câu chuyện này. 많이 là nhiều. 들었지만 có nghĩa là gì? Đã nghe rồi nhưng một là không thể một có bắt sao có nghĩa là gì nhỉ? Ca có nghĩa là đến còn bô tà là xem vẫn chưa thể đến xem được vẫn chưa đến xem chúng ta có thể dịch là gì? Tớ đã nghe nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa đến xem Chứ chưa đến xem được. Bí bim bạp bi miang hà chiếu bí bim bạp bi miang hà chiếu có nghĩa là gì? món cơm trộn nổi tiếng phải không? Bí bim bập, bí bim bập có nghĩa là món cơm trộn. Yú miêng ha tả, yú miêng ha tả có nghĩa là nổi tiếng. Yú miêng ha chí nổi tiếng phải không? Bí bim bập bí yú miêng ha chí món cơm trộn nổi tiếng có phải không? Trả lời, nè, 네. ừ, cử 한옥 마을도 유명해요. 네, 그리고 한옥 마을도 유명해요. 그 n g 어. 그리고 và, 한옥 마을. 그 nghĩa là gì? làng t là 유명해요. Cũng 전주는 깨끗하고 조용한 도시예요. 전주는 깨끗하고 조용한 도시예요. 그 n g 전주 t sạch sẽ và chú yonghan có nghĩa là gì nhỉ yên tĩnh thu sĩ có nghĩa là gì thành phố về là thành phố yên tĩnh hoặc là gì yên bình và sạch sẽ nè kurigo hanuk ừ và cũng và cái làng truyền thống Hàn Úc cũng rất là nổi tiếng chân chu thì ké cứ thảo cổ có nghĩa là gì sạch sẽ và chú yonghan han sĩ chỉ là thành phố sạch sẽ và yên bình Yên bình hoặc là yên tĩnh Như vậy vừa rồi qua cái đoạn hội thoại này Các bạn đã giới thiệu về thành phố Chonju Như các bạn thấy trong hội thoại thì Chonju nổi tiếng với món cơm trộn bí bim bạp Rất là nổi tiếng yú miêng hẻo Và cũng nổi tiếng với Mà maeul, Làng truyền thống Han Ốc Đặc trưng nữa của Chonju là gì nhỉ? Là thành phố rất là sạch sẽ và yên bình 깨끗하고 조용한 도시예요. Ở đây, hôm nay chúng ta sẽ có một ngữ pháp quan trọng đó là cách sử dụng với chi màn mang mà nghĩa là nhưng thể hiện sự đối lập giữa hai vế câu. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết ngữ pháp này nhé. 저도 전주에 싶어요. 저도 전주에 싶어요. Có nghĩa là gì nhỉ? Mình cũng muốn đến chon tớ cũng muốn đến chon chu cho tớ là gì tớ cũng hoặc là mình cũng chon chu ấy kha bố cô cũng muốn đi đến chon chu động từ cộng với cô xịp ta kha ở đây chúng ta sẽ có là gì nhỉ kha có nghĩa là ở đây mang nghĩa là thử đến thử đến thử đến xem mình cũng muốn thử đến chon chu kha bố cô có nghĩa là gì nhỉ thử đến xem hoặc chúng ta sẽ có là gì nhỉ thì trong trường hợp này nó mang nghĩa có thể là gì nhỉ đến rồi xem nè mà như từú có nghĩa là mình đã nghe nói nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa thể đến xem được còn trong trường hợp này chúng ta cũng có thể hiểu rằng mình cũng muốn đến thử đến xem hoặc là gì nhỉ, mình cũng muốn đến xem Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần phát âm. Đối với phần phát âm thì ở đây các bạn cần lưu ý đó là đối với những cái phụ âm như là âm sờ hoặc là âm tờ khi mà nó kết hợp với phụ âm hờ ấy thì hai cái âm tiết này ví dụ sờ và hờ kết hợp với nhau hoặc tờ và hờ kết hợp với nhau thì chúng sẽ được đọc nối với nhau thành âm thờ. Như vậy nhé, các bạn hãy chú ý nhé. Ví dụ như với từ ké cư thà tả các bạn sẽ phát âm âm sờ và âm hờ nối với nhau. Các bạn sẽ phát âm thành ke cư tha tả ke cư tha ta. hoặc đối với từ mốt tha ta, các bạn cũng sẽ nối âm lên âm sờ và âm hờ kết hợp với nhau sẽ đọc thành mô tha tả mô tha tả mô tha ta. hoặc đối với trường hợp âm hờ phụ âm hờ và tờ kết hợp với nhau ví dụ từ này thì các bạn cũng sẽ giữ lại một bát chim và cái bát chim thứ hai các bạn sẽ nối lên sẽ phát âm thành xin thả xin thả Xin thả Các bạn chú ý Hoặc đối với từ này cũng thế Các bạn cũng thấy rằng nó có bát chim kép Thế thì các bạn sẽ giữ lại một bát chim và bát chim hờ âm tiết này Cái âm này các bạn sẽ nối lên Hờ và tờ kết hợp với nhau các bạn sẽ đọc thành thờ Như vậy đối với cái từ này các bạn sẽ phát âm là Cưng thả Cưng thả Cưng thả Các bạn chú ý nhé Để chúng ta có thể phát âm một cách thật là tự nhiên giống như người Hàn Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ngữ pháp của bài ngày hôm nay Đó là động từ hoặc là tính từ cộng với chi man Mang nghĩa là nhưng, nhưng mà Ngữ pháp này cũng kết hợp với cả danh từ nữa Đối với động từ hoặc là tính từ thì rất đơn giản Các bạn chỉ cần bỏ tà đi và gắn chi man vào gốc của động từ hoặc là tính từ Đối với danh từ thì phức tạp hơn một chút Đó là các bạn cần căn cứ xem danh từ đó có kết thúc bằng phụ âm hay không nếu danh từ kết thúc bằng phụ âm, tức là có phụ âm cuối có bát chim, thì các bạn sẽ cộng với y chi màn. Đối với những danh từ mà kết thúc bằng nguyên âm, không có phụ âm cuối, thì các bạn sẽ cộng với chi màn. Và cái ngữ pháp này được dùng để thể hiện rằng vế sau có ý nghĩa đối lập với vế trước. Và vế trước thì có thể kết hợp với các thì khác như là thì quá khứ này, ót, át này, hoặc là thì tương lai. Về trước và về sau thì có thể thay đổi cho nhau nhưng mà về sau các bạn không dùng với thì nghi vấn nhé. Các bạn có thể sử dụng với các câu trần thuật nhưng mà không sử dụng với dạng câu nghi vấn. Chúng ta sẽ có những ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng. Đầu tiên là với tính từ thập tà, thập tà có nghĩa là nóng hoặc chụp tà, chụp tà có nghĩa là lạnh. Thế thì chúng ta sẽ có một hội thoại như sau. Thu hà chi si. 고향은 날씨가 더워요. 토하시 고향은 날씨가 더워요? 그게 하 ơ 이 quê 하 ủ a t 고향은 고향은 라지. q u 날씨가 더워요? 겨울은 nóng, nóng không 여름에는 덥지만 겨울에는 추워요. 여름에는 덥지만 겨울에는 추워요. Có nghĩa là gì? Vào mùa hè thì nóng nhưng vào mùa đông thì lạnh. Các bạn để ý sẽ thấy rằng ở đây chúng ta sẽ có thường trong câu khi mà so sánh với hai vế câu nóng lạnh này thì thường nó sẽ sử dụng với cái trợ từ 은 Thường trong câu để mà so sánh ấy thì nó sẽ sử dụng với trợ từ 은 여름에는 덥지만 có nghĩa là gì nhỉ? Vào mùa hè thì nóng nhưng 겨울에는 추워요 vào mùa đông thì lạnh đối với hai vế câu này các bạn có thể đổi vị trí cho nhau có thể cho mùa đông lên trước mùa hè xuống dưới cũng được các bạn có thể sử dụng là 겨울에는 춥지만 여름에는 더워요 Và mùa đông thì lạnh nhưng mùa hè thì nóng các bạn để ý nhá, đối với tính từ hoặc là động từ thì rất đơn giản thôi Các bạn chỉ cần bỏ tà đi và gắn chi man vào gốc của tính từ hoặc là gốc của động từ. Một ví dụ nữa đối với hai cụm tính từ là pheli ha tả thuận tiện và bún pheon ha tả bún ha tả là bất tiện. Mình lưu ý một chút đối với từ li ha đó là chúng ta sẽ đọc biến âm như thế này. Các bạn sẽ phát âm là pheol âm n các bạn sẽ biến âm thành âm r và ở vị trí này thì các bạn sẽ phát âm thành âm l sẽ là pyeonlihada. các bạn nhé, để ý nhé Mình viết hơi sớm một chút nhưng mà các bạn hiểu là sẽ được đọc biến âm. Pyeonlihada, pyeonlihada. Có nghĩa là thuận tiện. Bulin là bất tiện. Yeogineun 교통이 불편하지만 제 고향은 교통이 편리해요. eun 교통이 불편하지만 제 고향은 교통이 편리해요. Ở đây thì do ở đây thì 교통, thông giao thông 불편하다 hà có nghĩa là giao thông bất tiện. chiman là gì nhưng chê cố hằng ở quê của tôi thì 교통이, thông y thông y giao thông thuận tiện. Như vậy chúng ta thấy rằng hai vế câu đối lập với nhau một cái là 불편하다, một cái là 편리하다. 여기는 교통이 불편하지만 제 고향은 교통이 편리해요. Giao thông ở đây thì bất tiện nhưng ở quê của tôi thì giao thông thuận tiện. Ví dụ nữa với từ chọc tà, chọc tà có nghĩa là ít và màn thà có nghĩa là nhiều. Các bạn chú ý về cách phát âm. Chọc tà vị trí của âm tờ này chúng ta đọc gấp đôi phụ âm lên đó là bởi vì vị trí bát chim là âm cờ theo sau của nó là phụ âm tờ các bạn sẽ đọc gấp đôi phụ âm sẽ là chọc tà tiếp theo đối với từ này cũng thế các bạn sẽ đọc biến âm thành màn thả màn thả đó là vừa rồi chúng ta đã có cái quy tắc nối âm đó là âm hờ vị trí bát chim và âm tờ khi mà hai âm này kết hợp với nhau các bạn sẽ phát âm thành âm thờ chọc tà và màn thả 여기는 사람들이 적지만, 최고향은 사람들이 많아요. 여기는 사람들이 적지만, 최고향은 사람들이 많아요. ở đây thì ít người, nhưng ở quê của tôi thì nhiều người. 여기는, so sánh giữa, 여기는 và 최고형은, ở đây và ở quê của tôi thì, ở đây thì 사람들, 거기에 là mọi người. con người ấy, chọc tà cũng nghĩa là ít ít người, chi man là gì? nhưng saram turi mà nèo ở quê của tôi thì nhiều người hoặc đông người, tức là nó so sánh giữa hai địa điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ có khi mà động từ kết hợp với cấu trúc này, chúng ta sẽ có động từ beuta mà nghĩa là học, kiyot nata nà nata có nghĩa là nhớ ra, có kusosu beut jiman 기억이 나지 않아요. 그것을 메웠지만 기억이 나지 않아요. Có nghĩa là gì? Cái ấy thì tôi đã học rồi nhưng không nhớ ra. Cư gọt là gì? Cái ấy, cái đấy hoặc là cái đó. Bé mát đã học rồi. Cái ấy thì đã học rồi nhưng mà ký là trí nhớ. Na ta có nghĩa là gì nhỉ? Nhớ ra đấy. Ký ốc ký nào nào nhưng mà không nhớ ra chúng ta sẽ có ki o ki na ta kết hợp với chi ăn thả nó mang nghĩa là gì nhỉ không chi ăn này ô mang nghĩa là không ki o ki na chi ăn này ô không nhớ ra cứ có sư bé ô man ở đây chúng ta thấy rằng đằng trước của chi man các bạn có thể kết hợp với thì quá khứ bé khi mà chia theo đuôi quá khứ sẽ là bé tà các bạn bỏ ta đi và gắn chi man vào cứ có sư bé ô chi man 기억이 나지 않아요. Các bạn cũng có thể sử dụng ở đây. Từ phủ định là từ an, kiyoki 안, 기억이 안 나요. Hoặc 지않 cũng mang nghĩa là không. Tiếp theo đối với động từ 전화하다, hata có nghĩa là gọi điện thoại và động từ 받다, 받다 mang nghĩa là nhận. Chúng ta sẽ xem nhé. 남자친구에게 세 번이나 전화를 했지만 잊지 않았어요. 남자친구에게 세 번이나 전화를 했지만 받지 않았어요. Có nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta sẽ dịch với đằng trước của man là đã gọi điện thoại xe bon có nghĩa là gì nhỉ? ba lần ina là những đã gọi điện thoại những ba lần cho bạn trai ek là cho nam cha chinh của bạn trai nhưng Bắt ta là nhận đã không nhận là gì nhỉ 받지 않았어요. Chúng ta có 않다 khi mà các bạn chia theo đuôi quá khứ sẽ là 지 않았어요. 남자 친구에게 세 번이나 전화를 했지만 받지 않았어요. Tôi đã gọi điện thoại cho bạn trai những ba lần nhưng không bắt máy hoặc là gì nhưng không nhận điện thoại như vậy đối với động từ các bạn chỉ cần bỏ tà đi nếu mà thì hiện tại thì chỉ cần bỏ tà còn nếu đằng trước các bạn chia theo đuôi quá khứ thì các bạn sẽ chuyển sang dạng là otta hoặc là atta sẽ là beuta sẽ chuyển thành beutta các bạn bỏ tà đi chon hoa hết tà các bạn cũng bỏ tà đi và cộng với chiman tiếp theo ramen ramen cơm mọc chiman pizza는 자주 먹어요 라면은 가끔 먹지만 피자는 자주 먹어요. Chúng ta sẽ có nhá ở đây, thường là trong câu khi mà so sánh. Vế đằng trước với vế đằng sau đối lập nhau thì sẽ sử dụng với trợ từ 은/는. Các bạn chú ý nhé 라면 có nghĩa là mì, mì tôm. pizza là bánh pizza đấy. Mì thì 가끔 thỉnh thoảng 먹다 là ăn thỉnh thoảng ăn như 피자는 피자는 자주, t h ư ờ 먹어요. 라면은 가끔 먹지만 피자는 자주 먹어요. 미 thì t h mới ăn nhưng 피자는 ăn thường n Các ũ n g có thể thay đổi hai có thể d n g d n g 피자는 자주 먹지만 라면은 가끔 먹어요. 피자는 ăn t 먹 ư ờ n nhưng 미 thì t h mới ăn. tiếp theo chúng ta sẽ có những ví dụ khi mà danh từ kết hợp với ngữ pháp chi các bạn hãy theo dõi y 사람은 의사지만 sa chi cho 사람은 의사가 sa ga 아니에요 y 사람은 의사지만 sa cho 사람은 의사가 sa ga 아니에요 y 사람 là người này người này thì là bác sĩ nhưng cho 사람 người kia thì không phải 의사가 sa ga 아니에요 Anita mà nghĩa là không phải. Tức là hai cái vế đối lập nhau, người này thì là bác sĩ nhưng người kia không phải là bác sĩ. Chúng ta có 의사 là một danh từ mang nghĩa là bác sĩ và các bạn để ý rằng nó kết thúc bằng một nguyên âm a, không có phụ âm cuối, thế thì các bạn sẽ cộng với -man. Người này là học sinh nhưng người kia không phải là học sinh. 이 사람, người này, sen chúng ta sẽ thấy rằng sen nó kết thúc bằng một phụ âm Thế thì chúng ta sẽ cộng với y chí màn hắc sen ý chí man cho xá đáón hoặc seni người này là học sinh nhưng người kia không phải là học sinh như vậy Các bạn thấy rằng đối với trường hợp mà danh từ cộng với chi man thì các bạn cần xem xem danh từ đó có phụ âm cuối hay không Nếu có phụ âm cuối chúng ta sẽ cộng với y chí man. Nếu kết thúc bằng một nguyên âm như nguyên âm a ở đây U xa các bạn sẽ cộng với chi man tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập các bạn hãy trả lời câu hỏi sau yorobun ko hằng ở đi ấy yorobun ko hằng ở đi quê hương của các bạn ở đâu yorobune ko hằng ở alinin gurren sơ bosèo yorobune ko hằng ở alin gurren sơ bosèo các bạn hãy thử viết, thử viết thử viết thử viết chữ để cho biết quê hương của các bạn cho biết về quê hương của các bạn. Như vậy yêu cầu là các bạn hãy cho biết quê của các bạn ở đâu và các bạn hãy viết, hãy viết ra giấy đấy, hãy viết ra để giới thiệu về quê hương của mình. Dưới đây chúng ta sẽ có một đoạn mẫu tham khảo, đây là về quê hương của một bạn. Các bạn hãy tham khảo nhé. 제 고향은 조용하고 작은 시골 마을입니다. 마을 앞에 강이 있어서 경치가 아주 좋습니다. 제 고향은 사과가 유명합니다. 사과 축제를 해서 도시 사람들도 많이 놀러 옵니다. 사과 축제에서는 사과 주스, 사과 과자, 사과 빵이 인기가 많습니다. 가을에 사과 축제를 보러 오세요. các bạn hãy cùng nghe lại nhé. chê cốắnoân chúung háo cụtrá cưng si cô má ta có nghĩa là gì nhỉ quê hương của tôi thì là một ngôi làng làng quê làng quê si cô má có nghĩa là gì nhỉ làng quê chakta tàtrá cưng si có nghĩa là vùng quê nhỏ và chuung hata và yên tĩnh làng quê của tôi là một ở miền quê là một làng quê nhỏ và yên tĩnh. Ma ul ape, ap là trước. Ma ul ape có nghĩa là gì nhỉ? Trước làng thì kháng nghị kháng có nghĩa là gì? Con sông. Kháng y xó xó Vì, đây mà nghĩa là vì. Vì có dòng sông nên kiếng chi có nghĩa là phong cảnh. áo chu rất chột rất là đẹp, rất tốt. Che cuối hàng quê hương của tôi thì xa quá ca, yu miếng hâm nỉ rất là nổi tiếng táo với táo sao qua là táo táo rất là nổi tiếng cáu nên sao qua chụp chế rứt hề có nghĩa là gì vào mùa thu thì có lễ hội tổ chức lễ hội táo nên so là vì nên thú si xá lâm những người ở thành phố cũng bà ni lo cũng đến để chơi chúng ta sẽ dịch là vào mùa thu thì ở quê của tôi có lễ hội táo vì vậy mà nhiều người rất là nhiều người ở thành phố cũng đến để chơi để tham quan đấy. 사과 khóa 사과 주스, 사과 과자, 사과빵이 인기가 많습니다. có nghĩa là sao qua chủ vào lễ hội táo thì rất là nổi tiếng với bánh mì táo này, bánh táo và nước ép táo. 가을에 사과 축제를 보러 오세요. 가을에 사과 축제를 보러 오세요. Chúng ta sẽ có là gì nhỉ? 가을에 vào mùa thu, 사과 축제, lễ hội táo, 보러 오세요. Các bạn hãy đến để xem lễ hội táo vào mùa thu nhé. Đây chỉ là phần để các bạn tham khảo thôi. Còn các bạn hãy tự viết về quê hương của mình nhé. Quê hương của mình nằm ở đâu? có những gì đặc trưng có đặc sản gì không khí như thế nào trong lành sạch sẽ hay là yên tĩnh hay là một vùng quê nhỏ hay là thành phố ồn ào tấp nập các bạn hãy tự viết nhé luyện tập viết tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại hội thoại của bài ngày hôm nay các bạn hãy cùng theo dõi bạn thu hà và bạn Chun nhong chúng <laughs> tao xin cố hăng y ó chúng tao xin cố y 준영 어이 꽤만 어디서 제 고향은 전주예요. 전주 알아요? 제 고향은 전주예요. 전주 알아요? 꽤고 천주 천주 네이야기를 많이 들었지만 못 가봤어요. 네 이야기를 많이 들었지만. mốt ừ mình đã nghe nhiều rồi nhưng vẫn chưa đến xem được. 비빔밥이 유명하지요? 비빔밥이 유명하지요? món cơm trộn nổi tiếng đúng không? 비빔밥 là món cơm trộn, 유명하지요? nổi tiếng đúng chứ? nổi tiếng phải không? chio. 네, 그리고 한옥 마을도 유명해요. 전주는 깨끗하고 조용한 도시예요. 네. 그리고 한옥 마을도 유명해요. 전주는 깨끗하고 조용한 도시예요. 으와 c n ổ i tiếng và tiếng. 전주

như vậy qua đoạn hội thoại này các bạn ghi nhớ về cách sử dụng với ngữ pháp chi man có thể kết hợp được với cả động từ cả tính từ và cả danh từ đằng trước của chi man các bạn có thể dùng với thì hiện tại hoặc là đuôi câu thì quá khứ hoặc là thì tương lai đều được và các bạn qua hội thoại này các bạn cũng biết cách để giới thiệu về quê hương của mình quê hương nằm ở đâu quê hương có đặc điểm gì có gì đặc trưng và Thời tiết hoặc là khí hậu ở đó như thế nào? Có nổi tiếng hay không? Sạch sẽ yên bình hay không? Vân vân. Các bạn qua hội thoại này các bạn hãy tự thiết lập cho mình những đoạn hội thoại khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Các bạn đừng quên nhớ subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những video thú vị tiếp nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn.